ở xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, đã không còn xa lạ với hình ảnh cô bé tí hon Kim Chi hàng ngày ngồi gọn trong chiếc sọt nhỏ gắn trên chiếc xe đạp của bà nội để đến trường. Trên chiếc sọt mà Kim Chi ngồi hàng ngày á, cùng đoạn đường đến trường gần 2 km của bà, thì bà nội còn phải đeo lỉnh khỉnh bó gao, bịch dưa để kiếm vài mươi ngàn lẻ cho bữa cơm. Bên này lấy dưa leo không? Bên này lấy dưa leo không? Nặng gánh mưu sinh cùng việc đến trường tìm con chữ cho cháu của mình là những gì 7 năm qua bà nội đã âm thầm lặng lẽ hy sinh để bù đắp cho sự bất hạnh của đứa cháu 13 tuổi nhưng chỉ nặng vòn vẹn 13 kg, cao chưa đầy 90 cm. Dễ rồi. Con đậu bắp không chị? Hết rồi chị, em có 2 bọc à, chị kia nãy lấy 1 bọc rồi. Bà nội chia sẻ đến trường là niềm vui duy nhất của Kim Chi, nên cho dù có vất vả thế nào bà cũng cố gắng, dù trời mưa hay là trời nắng. Đổi lại công lao của bà thì 7 năm qua Kim Chi, cô gái tí hon này luôn là học sinh giỏi của lớp. Và niềm vui chung lớn nhất của hai bà cháu là kết quả học tập cuối năm bằng một tờ giấy khen treo trang trọng nhất trong nhà mục nát đầy ẩm ướt này. Quay qua bà nội. Bà nội ơi. Sao bà nội? Vậy cái là khóc, hỏi sao con khóc. Con thấy bà nội khổ quá. Lâu lâu nói một tiếng gì đó. Chứ bà nội nào đâu khổ, bà nội giàu, bà nội tiền nhóc. Bà nội nuôi con nổi. Nói cho nó an tâm, nó học hành. Mình giờ lớn mà mình dù mình cỡ nào nữa cũng không quấy động cái não của cháu cho nó bận. Đến trường vất vả là vậy, ngôi nhà lại còn khó khăn hơn. Trong ngôi nhà toàn bằng những tấm vải cũ hay những tấm toan xinh của hàng xóm, bà con. Cái này ở đây bị dột, đây mấy giấy cũng được thu. Ồ. Dạ, dột phòng bà cháu ngủ. Bị dột đấy hả? Dạ. Trời ơi. Dột. Đấy từ ở trên cây đó đó, cây ngang đó đó xuống tới dạ, cái này luôn. Vì sự khó khăn vất vả của gia đình nhỏ, anh em của tụi mình nhận được rất nhiều sự ủng hộ, quan tâm từ mạnh thường quân trong nước và ngoài nước để chấp cánh ước mơ cho bé và bớt khó khăn cho ông bà nội của Kim Chi. Một ngôi nhà mới để kín đáo hơn, cho chỗ ăn, chỗ ở, chỗ học là điều cần thiết. Và ngôi nhà mới được cất lên trong cấp tốc giữa mùa mưa bão. Đó là niềm vui, niềm mơ ước của bà, cũng như của cả gia đình và cả những anh em, cô chú Mạnh Thường Quân sau khi xây nhà xong. Hy vọng rằng câu chuyện về nghị lực của Kim Chi được lan tỏa sẽ là nguồn cảm hứng, niềm khích lệ cho tất cả mọi người. Dẫu cuộc sống phía trước còn nhiều những gian nan, nhưng nếu nỗ lực hết mình và nhìn về phía trước thì chúng ta sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp. Mày ớt mà chim á. Ớt nè. Chim. Ớt nè. Nó chim chuột á. Không, ớt chó kìa. Ờ, đằng đắng. Đã dùng một bữa cơm rất là ngon lành. Ngon lành vì được dùng trong một ngôi nhà mới với lại cô chú. Dạ. Cảm ơn cô chú đã đãi cơm trưa cho anh em của tụi con dùng ha. Mà cảm thấy vui ghê. Dạ, cảm ơn. Dạ, thì thưa với cô bác anh chị, bây giờ thì Bùi Hồ sẽ thực hiện bàn giao nhà cũng như là công bố số tiền của quý Mạnh Thường Quân ủng hộ cho gia đình của cô với chú cũng như là cho bé Chi. Sau đây thì cô với chú nghe con công bố danh sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ gia đình mình, rồi sau đó mình sẽ nói một lời cảm ơn đến quý Mạnh Thường Quân hay cô ha. Dạ. Dạ. Thưa với cô bác quý anh chị, đây là cái danh sách số tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ cho bé Chi. Và đây là danh sách của Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm ủng hộ cho gia đình của bé Kim Chi ở Hậu Giang đó cô bác quý anh chị. Thứ nhất là một Mạnh Thường Quân dấu tên ở quận 6 Hồ Chí Minh là 2 triệu đồng. Thứ hai là cô dấu tên ở Thụy Sĩ là 5 triệu đồng. Thứ ba là cô Vân ở Mỹ là 200 USD, là 4.800.000 đồng. Thứ tư là Trần Cao Minh ở Hồng Ngự Đồng Tháp là 1 triệu đồng. Thứ năm là em Châu ở là 300.000 đồng. Thứ sáu là chị Chi ở Mỹ là 4.800.000 đồng, là 200 USD. Thứ bảy là cô Thảo ở Mỹ là 2.420.000 đồng. Thứ tám là Mai Hà Trần Facebook là 200.000 đồng. Thứ 9 là em Thúy An là 500.000 đồng.
Thứ 10 là chị giấu tên ở Hồ Chí Minh là 500.000 đồng. Thứ 11, một chị giấu tên ở Châu Thành Sóc Trăng là 500.000 đồng. Thứ 12 là chị Linh ở Bến Tre là 500.000 đồng. Thứ 13 là bạn giấu tên ở Đồng Nai là 500.000 đồng. Thứ 14 là chị giấu tên ở Úc là 7 triệu đồng. 15 là chị Duyên ở Úc là 1 triệu đồng. 16 là cô Vân ở Mỹ ủng hộ lần 2 để mua nội thất là 600 USD là 14.400.000 đồng. Là cô Vân ủng hộ 2 lần là 800 USD. 17 là chị Phương ở Mỹ là 200 USD là 4.800.000 đồng. 18 là chị Chi ở Mỹ ủng hộ lần 2 là 500 USD là 12 triệu đồng dùng để lót gạch nền nhà. 19 là anh Lê Quang Nhiêu là ủng hộ 20 triệu đồng. Số tiền anh Lê Quang Nhiêu ủng hộ để cắt nhà và còn như tiền này sẽ đi khám bệnh cho bé Chi, cũng như là mua bảo hiểm y tế cho ông bà nội. 20 là một cô giấu tên ở Thụy Sĩ tiếp tục ủng hộ cho bà nội của bé Chi để ủng hộ cho bé Chi tiền học. 1 năm là 12 tháng là 12 triệu với 3 tháng nữa là 15 triệu là chuyển cho Bùi Hồ Nhận là 15 triệu đồng. Tổng cộng số tiền ủng hộ cho gia đình của bé Chi gồm có cắt nhà và tiền học của bé Chi cũng như là nội thất thì là số tiền là 97.250.000 đồng. 97.250.000 đồng hả cô bác anh chị? Số tiền lớn không cô? 97.250.000 đồng. Sau đây thì Bùi Hồ cũng công bố danh sách chi cho nhà bé Chi ha. Về phần chi thì Bùi Hồ chi cho anh Vũ Thợ Sắt là 44 triệu đồng đã chi ngày 8 tháng 10 2023. Thứ hai là La Phong của anh Hải là 7 triệu đồng cũng đã chi ngày 8 tháng 10 năm 2023, có clip hết đó cô bác anh chị. Thứ ba là lát gạch nền nhà của anh Hợp là 11 triệu đồng. Phần này thì chị Chi ở Mỹ hỗ trợ, có chuyển cho Bùi Hồ là 500 USD còn dư tiền ra. Tiếp theo là tiền điện là 2 triệu 800.000 đồng đã chi. Anh Hải cũng đã đi, đã chi luôn gần 3 triệu đồng. Do vật tư ở đây nó hơi mắc hơn so với vật tư ở trên Đồng Tháp của Bùi Hồ á, cô bác anh chị. Về phần nội thất thì có 10 triệu đồng là tất cả các nội thất. Là mình gồm có bàn, tủ, giường, nệm và bàn thờ, rồi bàn này luôn, rồi hai cái tủ, hai cái giường đó luôn đó. Bùi Hồ cũng sẽ công bố cái mua những cái gì cho cô bác anh chị biết ở clip vừa rồi. Là mua cái tivi với lại cái giá đỡ là 4.170.000 đồng. Tivi thì chỉ có 3.990.000 đồng thôi, cộng cái giá đỡ 180.000 đồng nữa. Cái phần này á thì cô Vân ở Mỹ chi, thì tổng cái chi cái tivi là 14.170.000 đồng và các phần còn lại như Bùi Hồ đã công bố ở trên thì tổng chi là 78.970.000 đồng. Tổng nhận số tiền Mạnh Thường Quân là 97.220.000 đồng và số tiền còn lại là 18.250.000 đồng. Trong 18.250.000 đồng này gồm có là 15 triệu tiền của một cô giấu tên ở Thụy Sĩ gửi cho bà nội, mỗi một tháng là 1 triệu, gửi 15 tháng là bây giờ là tháng 10 nè, tháng 11, tháng 12 là 3 tháng, rồi thêm 12 tháng còn lại là 15 tháng là 15 triệu. Và còn dư cái số tiền mà Mạnh Thường Quân ủng hộ á, còn dư ra thì Bùi Hồ sẽ trao cho bà nội luôn với số tiền còn lại là 18.250.000 đồng. Có nhà, có nội thất và thậm chí là có tiền cho cháu mình ăn học. Bà nội thì sao? Mừng quá, không biết nói sao nữa chú ơi, quá trời mừng luôn. Mày có nhà, tính có nhà là quý nhất cả đời tôi mà, ai ngờ còn có nội thất rồi còn thêm tiền nữa. Dạ. Rồi tôi cũng gắng cố gắng để lo cho bé Chi theo cái nguyện vọng của các cô chú gần xa lo cho bé Chi. Bây giờ con sẽ gửi cho bà nội của bé Chi cái phần này, bà nội của bé Chi cứ giữ và con sẽ quay trở lại chở bà nội bé Chi với ông nội bé Chi đi khám bệnh. Bà nội cho bé Chi đi khám bệnh và mua bảo hiểm y tế cho cô với chú ha. Đây,
con chỉ cầm mãi có một tay thôi, cô nhận con. Cô đếm lại giùm con. Đếm lại giùm con. Phải 18.250.000 đồng không? Đếm lại giùm con với. Không không, cô đếm giùm con đi. Và mình về chú thấy. Cô cứ đếm từng tờ đi. Ba mươi sáu là 18 triệu. 36 là 18 triệu. 250. Là đủ chưa cô? Đủ. 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 Cái số tiền này mấy chú thấy tài tôi luôn chưa? Thấy tài tôi luôn chưa? Bán ra muốn lâu không? Ừ. Nói gì đâu muốn giống như mò kim đáy bể nữa đó. Không có cái số tiền này dưới thằng. Bây giờ như thế này, bà nội cứ giữ số tiền này, rồi con sẽ quay trở lại để mua bảo hiểm y tế. Có phần ở trong anh Lê Quang Nhiêu có dặn là mua bảo hiểm y tế cho ông nội bà nội là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cho bé Chi đi khám bệnh là phần của anh Nhiêu. Còn 15 triệu của một cô giấu tên ở Thụy Sĩ là bà nội cứ giữ cho bé mỗi tháng mỗi triệu, mỗi một tháng như thế là 1 triệu, gồm có đi học ăn uống gì cứ mua cho bé bồi bổ vô. Rồi bà nội thấy được không? Quá đủ cho đời tôi luôn á. Thêm một phần nữa, có một Mạnh Thường Quân đang liên hệ với Bùi Hồ, chị ở Mỹ, và chị nói là trong thời gian tới chị sẽ ủng hộ cho bé Chi. Và số tiền mà khi mà chị gửi á thì bà nội cứ giữ cái số tiền này cho bé Chi để cho bé Chi ăn học, và có thể là làm sổ tiết kiệm cho bà nội để số tiền lớn hơn khi chị gửi. Còn tiền này cắt cẩn thận. Ôi sao tay gung như vậy? Đó có cầm tiền chú ơi. Hả? Chưa từng cầm tiền như vậy. Giấy này thì có đây gai, chứ giấy này thì chưa từng mới có đây được đây thôi. Mấy chú chứ còn ngồi xưa chị hồi lúc mấy chú chưa tới là chị chưa bao giờ cầm tiền lớn như thế này. Xúc động. Chưa bao giờ luôn. Chưa bao giờ. Chú cầm thử cái chú. Chú. Cái này chắc cũng tay này cũng cứng lắm mà đó giờ không biết xài tiền. Không biết xài tiền hả? Ờ, thử anh thấy. Đâu cái tờ bự nhất là chú biết bao nhiêu không? Thì cái số tiền á thì giờ biết mà hồi nãy gì chưa có biết xài cái đồng nào. Nói chung ra là ôi trời. À. Cái tờ này chú biết nhiêu tiền không? Biết. Nhiêu chú? 50. 50. Dạ. Còn cái tờ bự này? Tờ xanh này cái 500 nữa. 500, 500 dạ. Với 50 là lớn hơn nhiều không? Dạ, lớn hơn nhiều chú. Nhưng mà không xài tiền là sao con không hiểu luôn á. Ý cũng như là tôi hồi nào giờ chỉ biết đi kiếm cá về cho bà xã tôi bả đi bán vậy thôi, chứ còn hỏi là thì thí dụ như tôi thả có người ta mua thì cái giá bao nhiêu thì vợ nói rồi bán cho cô bác ta gì đó, rồi tiền được 10.000 20.000 gì về đưa cho vợ cắt, chứ tôi đâu có cắt đâu. Người đàn ông không duy nhất không biết sợ tiền luôn. Dạ. Không biết cái là chồng chị từ đó giờ là tôi cà phê ở quán không biết giữ 1.000 đồng. Ôi trời ơi. Không biết giữ 1.000 đồng, không biết đi cà phê ở quán hồi đó tới bây giờ luôn. Cái hỏi sao uống cà phê với người ta. Vợ con cực khổ hơn tôi, nhưng mà vợ con không đi uống, tôi uống cái gì cho con. Rồi thôi. Trời ơi. Ô con bất ngờ với chú kia, không biết xài tiền không mua cà phê rồi sao? Có bao giờ ví dụ như cô đi bán rồi chú có đi chợ rồi sao? Không phải mình làm biến mà đều không có gành, thành thử cái chuyện gì nội trong ngoài cũng giao nhờ vợ con không. Rồi ngày xưa mà cua cô rồi tiện rồi mời cô uống nước rồi sao?
đó, hồi đó đâu có vụ mà đi quán xá gì đâu, dạng trai gái cũng vậy đó chú ơi. Thí dụ như bả lên tới nhà tôi thì tôi nấu nước trà nóng ra đãi gì thôi, chứ đâu có trà ấy, đâu có đi uống cà phê cà pháo gì đâu. Không uống một ly cà phê ở quán luôn hả cô? Không, chú ơi, từ hồi về với tôi tới bây giờ là 22 năm rồi đó. Không uống cà phê, không uống cà phê của quán. Không xin tiền bỏ túi luôn. Trời ơi, khủng khiếp à chú. Chú làm như con ngưỡng mộ chú, người đàn ông mà duy nhất không cần tiền nhưng mà vẫn có thể là gia đình rất đầm ấm luôn, đúng không? Đúng rồi. Không có biết xài tiền luôn chú. Không, tuy dù biết cái tấm này cái số cái giá nó bao nhiêu thôi chứ con không có cầm tiền để đi mua đồ. Thôi lấy tờ đi đi uống cà phê đi. Sao vậy, lấy tờ xanh xanh dưới kìa. Nặng nặng gì chứ. Ảnh đi hết tóc mà chị kêu ảnh thì dư 1.000 đồng anh cũng nên về đi. Trời, đi hết tóc là xin tiền vợ luôn. Dạ. À, xin sao chú nói sao? Bà ơi, cho tôi xin tiền đi hết tóc. Dạ, là bà đưa nhiêu? Thì mình hỏi cái chủ thợ hết á, ví dụ như 15 thì xin bả 15. Không xin 20 luôn. Không chi, dư làm gì vậy? Trời trời. Dư làm gì vậy? Dư dư đi uống cà phê. Ôi, hồi nào giờ trung thành với bà xã. Thử ra uống khác gì vợ chồng trong nhà để chia sẻ chứ còn không có đi ra ngoài quán xá chú ơi. Rồi ví dụ như thèm trà đường hay cà phê rồi chú sao? Thì bà đi đi bà mua trà để dành trong nhà đó, rồi anh nấu pha uống gì không? Chú tự pha luôn ha? Bà làm đó chứ. Bà ảnh không đại vợ con đâu chú ơi, làm gì uống hết nè, có làm thì cho nó uống, không có thì không vô mà cũng không có kêu cô làm luôn hả? Không, không kêu, không ai vô lấy ly múc nước mưa uống cái rồi không có kêu. Múc nước mưa uống hả? Dạ. Thấy tội nghiệp rồi là có đi đẩy côn rồi đó, thả lưới đó, làm cho ông bình trà đó được chứ không có kêu, muốn kêu vợ con thì lấy cái chai trà xanh đó múc một chai nước theo là rồi đó. Trời ơi, sao mà được người đàn ông vậy trời. Bởi vậy á, chịu khó chịu khổ vậy á, mới thoát khỏi chứ mới qua được chú ơi. Chứ còn mà theo như chồng ta chắc tôi cũng không lo nổi. Chú là hiền như cục đất luôn vậy á. Quá hiền. Hiền mà không biết xài tiền nữa. Không có xài tiền. Rồi đi ra đường chắc bị người ta dụ quá. Thì nhiều khi cũng bị à, rồi á là ảnh là dạng như quần áo cũng vậy, tự giặt luôn thì chứ thì bạn gách à, chứ không đòi bà ơi mua cho tôi bộ đồ gì không có luôn. Sao chú nói sao? Thì mình mặc thì mình giặt. Không phải là chú giặt đồ chú không, mà chú giặt đồ cho cô nữa mà, đúng không? Dạ, giặt hết trong nhà. Anh ở nhà anh làm mấy cái đó hết, còn khi nào anh đi đẩy côn rồi. Sao chú cầm hai tay của chú cầm nó chặt như vậy? Cầm hoài. Cầm hoài giúp vậy luôn á. Sợ nó gớt. Hả? Sợ nó gớt. Sao? Nhiều quá rồi, cầm phải cho nó cứng chứ để lỏng lỏng nó gớt tùm lum hết. Trời ơi trời, thương như vậy. Chú. Dạ. Con phục vú nhất luôn á. Hiền dễ thương quá luôn à, chỉ biết cái ruộng đồng với lại nghề đánh bắt thôi, chứ thật ra chú mà ăn chay được là chú chắc thành Phật luôn chứ. Quá hèn. Không có cửa lộn với ai trơn hả cô? Không nói cao thấp với ai trơn á, ai chịu chửi hồi bỏ đi à, ai nói cao gì cũng bỏ đi, nó không trả lời. Cha tôi với mẹ tôi thương không dữ lắm. Chú quá hèn. Em thứ 8 nha, chú dạy tôi nít, tôi bỏ mày đó. Mấy nhỏ em tôi nít nếu anh chị mà bỏ ăn đó là tôi ảnh tới đau mình quản tôi đó. À, con cho con mượn cái này, con trao cho cô nè. Còn này chú cầm tờ này đi uống cà phê đi hớt tóc nè. Thôi không dám đâu. Hả? Chú đưa rồi nói thế.
Rồi sao? Rồi sao? Có đi không? Hay là đưa lại cho vợ? Đưa vợ chân à. Chú hiền như trời. Nói vậy ra đây con gửi cho cô để cho cô ấy ha. Con gửi cho con. Nào, con cứ giữ cẩn thận nha con. Tiền bây giờ cũng phải giữ cẩn thận nha. Cô giữ tiền cẩn thận để mai mốt con làm một cái sổ tiết kiệm cho cô. Nha. Cô có tài khoản ngân hàng không? Trời. Chú hỏi cho tôi ngỡ ngàng luôn. Là sao ngỡ ngàng? Có chú ơi. Có. Có tài khoản ngân hàng mà người ta giận người ta trả lại. Trời, cầm tiền muốn khóc nữa kìa. Cầu dám nó chơi với chú nè. Dám nó chơi với chú nữa trời. Có gì đâu, tụi con là nhỏ lắm. Thật ra gặp như chú vậy không biết sao mà ai mà kiếm được như chú là có phước lắm á. Tại vì không rượu bia, không cà phê, rồi thậm chí là không hút thuốc luôn đúng không chú? Không hút thuốc luôn. Rồi không rượu chè luôn, có hỏi thiệt chú là gì? Mình lấy cái việc gì trong ngày trong ngày để mình làm niềm vui. Thì sống gia đình thì cao quý của tôi thì có vợ con là đủ rồi. Mình niềm vui. Là ăn cơm gì cũng được hết. Dạ. Yeah. Có mắm ăn mắm, có cá ăn cá, có rau ăn rau. Dạ. Yeah. Trời ơi, hôm nay gặp một hoàn cảnh càng tìm hiểu sâu thì lại thấy càng hơn. Ê, mà hôm ngày xuống đây là chú không có mời tụi con đi uống cà phê ngày nào. Sao mời tụi con đi uống cà phê? Bị hai chú cũng thông cảm. Đi cà phê thì hồi nào giờ thì không có đi quán. Mình thử có hai chú đây thì trong khi đó vợ tôi có mua thử để làm sẵn rồi mời mấy chú thôi chứ còn không có dám rủ mấy chú đi quán. Sao vậy? Bởi vì hồi nào gì không có đi thử nó cũng quen vậy rồi. Nhưng mà sao chú mời? Sao mà chú mời vừa hoài vậy? Không có qua la như vậy. Dạ, thử không có thích đi quán hình thử có mấy chú đây thì để đẩy như chú vừa thôi. Mấy chú tiếp xúc lên xuống tiếp xúc thì ảnh dạng như là cái dạng cũng khờ nhưng mà đỡ hơn cái khờ mà ảnh không phải là khờ mà ảnh quá hiền. Hiền chứ không phải chứ ảnh vẫn biết tiếp xúc với anh em của tụi em á, rất là thương chú. Thương là nhiệt tình, lo lắng cho vợ, cho con, cho cháu. Thậm chí là thôi vợ ngồi ở đây đi để tôi đi ẵm cháu nó xuống. Đó là những cái hành động rất là nhỏ nhưng mà nó thể hiện được cái sự hiền và rất là siêng năng của chú luôn. Bây giờ nghe chú nói mà mình cảm thấy là cảm thấy ngậm ngùi rồi, cho chú lo tươm tắt hết cho vợ, cho con và thậm chí đến từng tuổi này rồi không được uống, không biết uống một ly cà phê quán là như thế nào. Người đàn ông duy nhất không biết xài tiền đúng không chú? Dạ. Yeah. Chỉ biết tờ tiền thôi, ví dụ 50.000 của chú uống ly cà phê 5.000 người ta thối lợi nhiêu chú? 45.000. Chú uống ly cà phê 7.000. Thôi lại giá không biết. Không có hảo. Ảnh dốc luôn đó giờ. Chú là từ trước tới giờ kiểu như là cái mệnh giá tiền và cái cách sử dụng tiền chú đều biết. Nhưng mà chú không từng xài tiền, tức là từ hồi đó giờ là kiểu như cô với chú thu nhập được bao nhiêu thì để cho vợ con xây sở trong nhà thôi, chú cũng không màng tới cái đồng tiền. Dạ. Phải đi ra đi mua đồ này nọ, cho nên là cái vấn đề đó là chú nói là chú không biết xài tiền. Dạ. Chứ mệnh giá tiền chú đều biết hết. Chú. Dạ. Rồi quần áo sao, con thấy chú mặc áo cũ quá à. Đồ cho không à chú ơi. Để cho không à chú, tôi cũng vậy chứ mặc đồ để cho. Chứ không có mua hả? Không. Thôi bây giờ lấy tiền mua mấy bộ đồ mới đi. Không dám nữa chú ạ. Ồ, nhiều được rồi. Hôm trước là con thay mặt với Mạnh Thường Quân gửi tiền cho cô, là cô còn hiện nay còn được nhiều không? Còn à, bữa nay là còn hơn chị. À, hôm ngày à, cũng chi tiêu ra này kia á, cũng chạy tới chạy lui đôn đáo lo mua sắm sữa băng nghe à, trái cây rồi bông hoa. Vậy là cô chú nói thiệt luôn á, không có tốn tiền nhiều mà
mà bây giờ cầm số tiền lớn thì nó cũng hơi bỡ ngỡ. Rồi chú nói lời nào với Mạnh Đường Quân đi. Dạ cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn ba chú. Cảm ơn mấy anh thợ kìa. Dạ cảm ơn mấy anh thợ. Thương chú dữ trời con. Con anh không có lời lẽ gì chơi. Rồi vậy đi, vậy thương chú, tụi con thương chú nhất luôn á. Rồi chú nói một lời cảm ơn đều gật đầu hết trơn. Nhìn chú hiền quá. Đây là con người miền Tây hào sản lắm. Nhà không có ăn nhưng mà khách đến là đãi đồ ăn liên tục, chạy lúp xúp hết à. Vừa thì không còn trái, cũng nhờ anh Động anh Thái. Rồi cô, chắc có thể là cô nói lời cảm ơn đến quý Mạnh Thường Quân. Chui thì chui nói được. Ở đây cũng xin mà thay mặt cho Kim Chi và nội Kim Chi cảm ơn các cô chú và anh chị và Mạnh Thường Quân ở trong nước và ngoài nước gần xa đến đây hỗ trợ cho gia đình của bé Kim Chi và gia đình tôi. Tôi quá mừng và cảm ơn trước đó là hai chú, rồi sau nữa thì các Mạnh Thường Quân gần xa, rồi cô chú gần xa, rồi sau nữa là cũng sợ. Như vậy thì Mạnh Thường Quân cũng vui lòng rồi. Và tụi con cũng sẽ quay trở lại ngôi nhà của mình 2-3 lần nữa, cũng đồng hành với chú để xem cái cách của chú đi đi làm vất vả nó như thế nào, để chia sẻ cho cô bác của anh chị biết luôn, cũng như là hỗ trợ cô thêm một số việc ngay tại sau khi mà con đi Cà Mau về. Thì thông tin với cô bác của anh chị, đối với những người mà kết nối như anh em của tụi mình, được sự giúp đỡ của quý Mạnh Thường Quân để mà cùng chung tay cho cô chú có một ngôi nhà. Và đặc biệt là mình bồi hồi nhận thấy là cô chú rất là lòng, tận tâm và thậm chí là chăm chỉ lao động làm ăn như thế này á. Thì đây là một trong những hoàn cảnh mà bồi hồi cảm thấy xúc động nhất. Xúc động vì cái tình thương của bà nội dành cho cháu Chi, cháu của mình. Xúc động vì cái độ chân thật của chú, một lòng vì vợ vì con, không có xe xua gì với ai hết á. Xúc động vì cái gia cảnh sống trong ngôi nhà bụt nát mà vẫn nuôi cho cháu của mình hàng ngày đến trường để tìm cái con chữ. Và Bùi Hồ xin thay mặt gia đình, thay mặt các anh thợ, thợ hồ nhóm của anh Vũ, thợ sắt nhóm của anh Hộp, thợ hồ, chân thành cảm ơn tấm lòng của quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã tin tưởng Bùi Hồ để mà có thể gửi cái phần hiện kim để mà giúp cho gia đình của cô chú nói riêng và những cái hoàn cảnh khó khăn nói chung. Các anh em cũng xin chúc cho quý Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm sức khỏe dồi dào an lạc và đã gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong những đoạn video clip vừa qua mà các anh em có chia sẻ về những ngôi nhà, những hoàn cảnh á, có gì so sức thì cô bác quý anh chị, quý Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm như là tất cả các bạn thông cảm để và có thể để lại một cái phần bình luận góp ý để cho các anh em sẽ hoàn thiện hơn. Con, tụi con đại diện cho hai mặt cho quý Mạnh Thường Quân, những người mà từ phương xa, từ nửa dòng trái đất chẳng hạn, gửi lời chúc sức khỏe đến cô, và chị Phương đâu gửi lời chúc sức khỏe đến bé, cũng như là cô Hạnh gửi lời, cũng như là cô dấu tên ở Thụy Sĩ gửi lời chúc sức khỏe đến bé Kim Chi. Bà nội, ông nội sức khỏe dồi dào, gia đình đầm ấm, và đặc biệt á là luôn dạng sự lành, mọi điều may mắn đến với gia đình của mình từ thời điểm này ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là anh em của tụi con sẽ kết thúc clip tại đây để đi gặp những người khác ha. Dạ.